tục vào việc anh chị nha. 700 mét vuông chỉ có 3,5 tỏi thôi, tính ra là 5 triệu một mét quý chị. Ở đây là thành phố Di An quý chị nha. Bất động sản này quý anh chị thấy có hời không, có ngộp không? Bao hời bao ngộp. Vậy là bất động sản này hời, bất động sản này ngộp, cần ra gấp quý anh chị, cần ra gấp quý anh chị nha. Bên em chỉ review bất động sản chính chủ và review bất động sản không đồng, có nghĩa là review miễn phí đâu quý chị. Nhiều anh chị thắc mắc tại sao video nào em Hải review lên cũng nói là hời, cũng nói là ngộp. Mà ngộp thật quý anh chị ạ, hời thật quý anh chị ạ. Hời hay ngộp quý anh chị xem là quý anh chị sẽ biết mà, đúng không ạ? Tại vì sao quý anh chị biết đâu, bên em có rất là nhiều bất động sản. Đây này, hiện tại như bây giờ là bên em có gần 2.000 bất động sản quý anh chị nhá. Đây em mở cái giỏ hàng cho anh chị mình xem nhá. Đây này, giỏ hàng tháng 7 này, 29 thành viên này quý anh chị này. Giỏ hàng tháng 7 này, 29 thành viên này quý anh chị này. Hoàng Tín Land này quý anh chị. Đây, em gói chữ nguồn ra cho anh chị mình xem này. Đây ạ, 1.952 nguồn, đúng không ạ? Đó, bên em có rất là nhiều nguồn anh chị ạ. Bên em có rất là nhiều nguồn. Tại thành phố Di An, thành phố Thuận An là hai khu vực chính quý chị nha. Ngoài ra còn thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, khu vực Tân Uyên, khu vực Bình Dương quý chị. Còn hai khu vực chính là thành phố Di An và thành phố Thuận An. Thì bên em có rất là nhiều bất động sản. Thì nhiều bất động sản không thể nào mà quay hết được đâu quý chị ơi. Bên em sẽ chọn ra cái nào hời, cái nào ngộp, cái nào mà chính chủ đang cần ra gấp. Đó, đang cần ra gấp mà hời, hời hay không là bên em sẽ biết quý chị ạ. Tại vì tụi em làm môi giới ở khu vực này nên là bên em sẽ định giá được quý anh chị nha. Bên em sẽ biết được là cái nào hời, cái nào ngộp quý anh chị nha. Đó, chứ không phải là mình thích quay video lên mình thích nói hời là hời mà thích ngộp là ngộp đâu quý anh chị. Quý anh chị nào đã xem nhiều video của em Hải anh chị sẽ biết nha. Rồi anh chị cứ so sánh ha, anh chị cứ so sánh trên thị trường là anh chị sẽ biết như thế nào. Đó, lô đất quý anh chị nhá. Đây, hai bên là người ta vây, bên đây vây tôm, bên đây là có dựng cái thép B40 lên rồi quý anh chị này. Tổng cái lô này là 700 mét quý anh chị ạ. Sổ hồng riêng anh chị nhá. Bên em chỉ review bất động sản có sổ thôi. Bề ngang là 7m7 và chiều dài là hơn 55 mét quý anh chị nhá. Cần ra gấp chỉ có 3,5 tỏi thôi, tính ra là 5 triệu một mét quý anh chị nhá. Ở đây là 700 mét là có 100 mét thổ cư rồi, còn anh chị vẫn lên thêm được anh chị nhá. Thì em thấy một cái miếng đất lớn như thế này tại khu vực thành phố Di An, chỗ đây là phường Tân Bình, thì em nghĩ là mình xây nhà vườn, xây biệt thự, hoặc là mình có thể làm một cái căn nhà cuối tuần mình về đây mình nghỉ dưỡng cũng rất là hay. Chỗ này gần với đường Nguyễn Thị Tươi. Đây nha quý anh chị này. Mình ra đường Nguyễn Thị Tươi đó quý anh chị là 800 mét quý anh chị nha, chính xác nha. Nó có thể là lệch một chút chút thôi. Một đường thẳng này ra đây mình quẹo phải cái là ra đường Nguyễn Thị Tươi quý anh chị nha. Mình sẽ xem hàng xóm xung quanh quý anh chị đi. Em quay một vòng tròn cho anh chị mình xem 360 độ nha. Bên đây là có một cái lán nè quý anh chị thấy không? Đó, về làm một cái chòi, một cái lán như thế này. Cuối tuần xuống đây mà ở sướng lắm quý anh chị ơi. Đây, cuối tuần xuống đây chơi rất là sướng quý anh chị nha. Bên trong đây cũng có mấy căn nhà này quý anh chị. Đó, quay 360 độ cho anh chị mình xem nhá. Đây là quý chị này. Đó, còn cái đường này này, ra đây mình quẹo phải một cái là ra đường Nguyễn Thị Tươi 800 mét quý chị nhá. Đa số ở đây là người ta làm cái nhà tạm để cuối tuần người ta xuống đây người ta chơi đúng không quý chị? Đó, bên đó cái nhà container đúng không quý chị không? Nhà một trệt một lầu container. Đất mình đây quý chị thấy không? Một lô đất lớn như thế này mà khu vực thành phố Di An mà có 5 triệu một mét quý chị ơi. Bao hời luôn, bao hời luôn. Nếu anh chị nào mà thấy phù hợp thì mình vào việc anh chị nhá. Đó rồi, em Hải xin cảm ơn.